nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 28 tháng 10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên quân và dân trên huyện đảo Cô Tô, là huyện đảo biên giới nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh. Huyện đảo Cô Tô nằm tiếp giáp với huyện Vân Đồn, với trên 50 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích tự nhiên trên 47,2 km2, gồm 2 xã và 1 thị trấn, dân số khoảng 6.700 người, với 7 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Tày, Nùng, Giao, Sán Diều, Sán Chỉ, Hoa. Cô Tô có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh trên vùng biển phía đông bắc của Tổ quốc. Ngay khi đặt chân đến huyện đảo Cô Tô, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã dự lễ chào cờ trang trọng tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo và thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, trao nhiều phần quà cùng cờ Tổ quốc, tặng bà con ngư dân tại khu neo đậu, tránh trú bão, thuộc Trung tâm Hậu cần Dịch vụ Nghề cá, huyện đảo Cô Tô. Tới thăm, tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đảo Cô Tô thuộc Lữ đoàn 242, quân khu 3, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ trên đảo vượt qua mọi khó khăn, vất vả, nơi đảo Tiền Tiêu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo phải luôn nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng về vị trí chiến lược, trọng yếu của vùng biển đông bắc của Tổ quốc. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Cô Tô là nhiệm vụ quan trọng nhất, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo, không để bị động bất ngờ, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Lộc, người có tuổi đảng cao nhất ở đảo, với 59 năm tuổi đảng, tại khu 3, thị trấn Cô Tô. Đặc biệt, gia đình ông Lộc đã có 3 thế hệ kiên trì bám biển,